không thanh tra quá một lần trên năm đối với doanh nghiệp. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đối với các cơ quan có chức năng thanh tra kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai kế hoạch thanh tra với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật các cuộc thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo chất lượng hiệu quả, không để xảy ra trồng chéo trùng lập. Từ đầu năm đến nay, cơ quan thanh tra các cấp của Lào Cai đã triển khai 75 cuộc thanh tra hành chính với 268 đơn vị, giảm 32 cuộc thanh tra, nhưng tăng 107 đơn vị được thanh tra so với cùng kỳ năm 2021. Ban hành 56 kết luận thanh tra. Tổng số tiền phải thu hồi với ngân sách nhà nước là 25 tỷ 530 triệu đồng đến nay đã thu hồi trên 2 tỷ đồng. Số còn lại tiếp tục đồn đốc thu hồi.